trọng khán giả thân yêu của Anten Tên Lời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi đang có mặt tại sân bay Nội Bài. Và như quý vị và các bạn có thể thấy thì ở phía sau lưng tôi, các thành viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam đang có những chuẩn bị cuối cùng để lên chuyến bay và đáp chuyến bay sang Lào để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại AFF Cup Champions League Cup 2022. Em phải cũng sẽ là một người ngay sau khi đội tuyển quốc gia Việt Nam hạ cánh vào Lào, ngay sau khi đội tuyển quốc gia Việt Nam hạ cánh vào lúc 10:30 giờ địa phương, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ về khách sạn cho lịch dự kiến ngay trong buổi chiều ngày hôm nay. Đội tuyển quốc gia Việt Nam bước vào tập luyện, chúng ta sẽ cùng chờ đợi những tin tức tiếp theo đến từ Anten Tên Lời. Nghinh đâu rồi? Thắng rồi. Mãi chưa thấy xuống. Đi có mình hả? Em đi với mấy người ăn xong. Hả? Em đi mấy người ăn xong. Cô đội đi sớm thì anh, 9 giờ mới bay mà. Hả? 9 giờ mới bay mà đi sớm thế. 9 rưỡi. À đúng rồi, hình như em thấy bỏ 9:20 đúng không? Rưỡi. Sao như đây sao? Xa chứ anh. Từ em cũng ở ngay gần khách sạn. Chắc tầm gần 30 cây. Là phụ tục đấy nha.